Trung tâm quốc tế của tỉnh Chiba, một tỉnh lân cận ở phía đông Tokyo. Những thành viên trung tâm đã tổ chức tư vấn và phiên dịch thông qua điện thoại cho những người nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế tại đây. Nhân viên ở đây sẽ tư vấn bằng 13 thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. Những người nước ngoài được tư vấn thường là những người gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ như không thể miêu tả đầy đủ triệu chứng khi gặp vấn đề sức khỏe, không được bác sĩ thăm khám do cơ sở y tế không có người nói được ngôn ngữ của họ hoặc không thể tìm thấy trung tâm y tế phù hợp. Khi nào có vấn đề về ngôn ngữ, chúng tôi sẽ giúp họ phiên dịch và tư vấn. Với hoạt động của trung tâm, chúng tôi muốn người nước ngoài có thể cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi tiếp nhận thông tin, các nhân viên của trung tâm quốc tế sẽ hỗ trợ liên hệ với các cơ sở y tế gần nơi những người nước ngoài được tư vấn, sinh sống, đặt lịch cũng như phiên dịch qua điện thoại cho những người này trong quá trình thăm khám tại cơ sở y tế. Hoạt động này của các trung tâm không chỉ hỗ trợ cho những người nước ngoài mà còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế trong việc phân loại, khám và điều trị bệnh nhân, nhất là đối với những trường hợp có các triệu chứng liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động như thế này dự kiến sẽ được chính quyền các địa phương tại Nhật Bản tiếp tục mở rộng để hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Với sự hỗ trợ của các trung tâm tư vấn, thì nhiều người nước ngoài tại Nhật Bản đã có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận một cách đầy đủ với các dịch vụ y tế của nước này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.